Hôm nay thì Điện Máy Hưng Quyết về một sản phẩm máy sục khí phản lực thế hệ mới nhằm mà phục vụ cho bà con nuôi trồng và sử dụng cho cả thủ công dịch vụ cũng được, nuôi trồng hải sản, nuôi tôm. Đó, đây là toàn tổng hình ảnh tổng thể của sản phẩm mà các bạn đang xem. Thì trước mắt các bạn đây là sản phẩm công suất là 1,5 kg, điện 220V, tốc độ là 2.900 vòng trên 1 phút, 9,6A, nó sản xuất năm 2023. Thì cái phần đây đây là phần động cơ, thì được quấn bằng dây đồng 100%. Thì phần động cơ nó sẽ được gắn lên một cái giá đỡ để liên kết với hai cái phao đây, hai cái phao này tặng cũng chiều dài nó khoảng 1,5 m, nó sẽ giúp cái cố định cái máy của chúng ta. Đây đây là cái phao, phao tầm khoảng 1,5 m các bạn nhé, đây khoảng 1,5 m các bạn nhé. Đó, thì trên cái phao và cái phần liên kết nó sẽ có lỗ để chúng ta bắt ốc, thì đi kèm với sản phẩm nó sẽ có là một bình ốc để các bạn gắn vào. Đây là tôi đang gắn để kiểm tra để mô cho các bạn xem thôi. Đây, tôi ốc được sản phẩm đây. Các bạn vừa gắn các ốc để liên kết thật chặt vào thì chúng ta sẽ cố định. Ở cái phao này thì nó sẽ có những cái lỗ này, để các bạn sẽ đóng cọc hoặc là cho các bạn buộc dây tùy các bạn. Nó sẽ cố định cái phao, cái máy của chúng ta không bị di chuyển khi chúng ta cắm sử dụng hoạt động máy. Và ngoài ra đây đây là phần ống, để điều chỉnh độ dài khi các bạn muốn 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 máy của chúng ta sục sâu thì các bạn dí cái đường ống này xuống, đồng thời là hạ cái giá đỡ này từng nấc một để các bạn vặn ốc. Ở đây tôi đang ví dụ là tôi chỉ buộc 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 sơ qua thôi để tôi cắm test thử sản phẩm, còn các bạn mới vặn ốc đây. Đó, và đây là cái phần phần đầu vòi phun, đây là cánh quạt các bạn nhé. Cánh quạt sẽ được bảo vệ bằng một cái vòng này, vòng inox để giúp để ngăn chặn rác vào gắn vào quạt. Đó, khi máy chạy quạt quay thì sẽ sục luồng khí rất là mạnh kiểu phản lực, nó đi xuống dòng nước và sẽ giúp cho nước của chúng ta đảo đều tạo dòng và các chất độc được khử bớt trong nước để giúp nước đẹp hơn, giúp tăng lượng oxy trong nước. Shop ship hàng toàn quốc, bảo hành 6 tháng. Các bạn mua hàng vui lòng liên hệ theo số Zalo đang hiển thị ở trên màn hình. Đó, các bạn cần thông số kỹ thuật cũng như hình ảnh, xin vui lòng nhắn tin Zalo. Tôi sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.